Hướng dẫn sử dụng máy may gia đình Roder Lissi. Đây là máy hàng nội địa Nhật, thì trước tiên chúng ta cần kết nối máy với cái nguồn điện 110. Ở Việt Nam mình thì cần phải qua cái cục biến áp như thế này. Bước này rất là quan trọng, nếu nhầm lẫn cắm vào điện nhà mình có thể gây cháy. Rồi chúng ta sẽ mở hai công tắc bên hông lên. Thì nó có một cái là công tắc nguồn chính và một cái là công tắc đèn riêng biệt. Trên máy này thì cái nút mũi tên, đây là nút may và nút dừng. Bấm may và bấm dừng. Đây là cần lại mũi, kéo xuống thì máy sẽ đi lui để lại mũi. Đây là nút độ căng chỉ để siết chỉ trên, căng hay chặt chỉ trên. Chỉ trên thì nó sẽ hiển thị ở mặt dưới nha, tí nữa mình sẽ hướng dẫn sau. Còn đây là độ thưa dày mũi chỉ. Đây là cần gạt tốc độ nhanh chậm, bên này là chậm, bên này là nhanh, sẽ gạt tùy ý mình, trong lúc may cũng có thể gạt. Đây là nút chọn mẫu may. Máy này thì có 15 kiểu may, chúng ta chọn ở đây, cứ vặn mạnh lên, nó sẽ hiển thị ngay trước mặt chúng ta. Rồi, để sử dụng máy thì trước tiên chúng ta sẽ vô chỉ, xỏ chỉ đánh suốt. Rồi, trước khi làm một cái gì đó, thì mình sẽ nhấc chân vịt lên. Bước này rất là quan trọng nha, trước khi xỏ chỉ, lấy chỉ ra hay làm bất kỳ gì, chúng ta nhấc chân vịt lên là đúng nhất. Rồi, để đánh suốt chỉ, chúng ta rút chỉ trong máy ra đây. Nhấc lên thì rút ra rất là nhẹ nhàng. Rồi ống chỉ thì chúng ta bỏ vào cọc chỉ đây. Chúng ta chỉ việc bỏ vào cài nó lại. Cài vừa thôi, cho ống chỉ có thể xoay được. Cài chặt thì nó sẽ không tốt, chạy nó không đẹp chỉ. Con suốt không, chúng ta cắm lên đồ đánh suốt, cứ cắm thẳng xuống, không cần phải canh rãnh gì hết. Tốt nhất là cái rãnh ở trên con suốt không trùng khớp với lại cái lẫy. Chúng ta cứ cắm đại thôi, thẳng từ trên xuống, nó rất là nhẹ nhàng. Rồi từ ống chỉ chúng ta kéo theo cái sơ đồ nét đứt ở trên máy. Một. Kéo xéo qua thì chúng ta nhớ là kéo lên cái cạnh kim loại, đừng kéo lên cái cạnh nhựa. Đây, sợi chỉ sẽ đè lên cái cạnh kim loại. Rồi bước số 2 thì sẽ móc lên cái đồng tiền đánh suốt. Đây là cái đồng tiền dùng để đánh suốt thì chúng ta móc ở phía sau nè. Kéo xéo qua rồi móc ở phía sau, kẹp vô cái đồng tiền. Quấn vào con suốt theo chiều kim đồng hồ. Mấy vòng cho nó bám vào con suốt. Rồi gạt qua phía tay phải. Chúng ta bấm nút may. Suốt sẽ được, chỉ sẽ được sang từ ống chỉ sang con suốt. Khi mà đủ suốt rồi chúng ta có thể bấm dừng. Nút may một lần nữa để dừng. Gạt lại cái đánh suốt qua phía tay trái thì lúc này máy nó mới hoạt động. Khi mà ở phía tay phải nó là chế độ đánh suốt, chỉ chạy cái đồ đánh suốt thôi. Rồi chúng ta sẽ bỏ suốt vừa mới đánh vào trong máy. Chúng ta mở nắp ra, kéo cái lẫy màu đen này, nắp sẽ được bật lên. Lấy suốt ra. Đó. Con suốt có chỉ thì chúng ta bỏ vào, chúng ta lưu ý cái chiều chúng ta quấn chỉ, chiều con suốt đây. Chiều ngược, chiều kim đồng hồ. Chiều thuận như vậy là sai. Lập con suốt lại, đúng chiều ngược. Bỏ vào, đây bước này rất là nhiều bạn thao tác sai nha. Ngược chiều kim đồng hồ bỏ vào và cũng không kéo tự nhiên, phải dùng ngón tay giữ con suốt lại. Kéo sợi chỉ qua phía cái rãnh chữ S này, cho đi hết cái rãnh. Thì chúng ta sẽ cảm giác được chỉ nó được giữ ở lại ngay đầu cái rãnh thì mới đúng. Còn nếu chỉ mà nó trượt qua luôn là sai. Rồi tới đây chúng ta cắt chỉ. Đó, chỉ sẽ được giữ lại và không cần phải móc lên khi may. Chúng ta đậy nắp lại. Bên trái trước, bên phải ấn xuống. Rồi, xỏ chỉ trên. Chúng ta đã nhấc chân vịt rồi. Nếu ai chưa nhấc thì cái bước này trước khi xỏ chỉ trên là phải nhấc lên, rất là quan trọng luôn. Rồi, chúng ta xỏ vào bước thứ nhất, đi theo nét liền, sơ đồ nét liền. 1. 2 là đi thẳng xuống, không kẹp lên đồng tiền đánh suốt. Thấy rất nhiều bạn kẹp lên đây, đó là sai hoàn toàn nha. Phải đi thẳng xuống rãnh. Kéo lên, số 3. Số 4 là móc một cái cò từ bên phải qua bên trái. Cái này là cái vị trí đúng để chúng ta xỏ chỉ. Nhiều người đã xoay rồi, chúng ta phải xoay lại cái cò lên. Rồi chúng ta kéo số 5. Số 6. Tới đây chúng ta có thể hạ chân vịt xuống để dễ dàng sử dụng, thể dễ dàng xỏ chỉ qua kim. Chúng ta sẽ xỏ chỉ qua kim từ trước ra sau. Thì đối với máy này nó có hỗ trợ một cái đồ xỏ chỉ tự động. Đây là cách sử dụng đồ xỏ chỉ tự động.
để mà sử dụng được cái đồ này thì cái kim mình nó phải nằm ở vị trí cao nhất, tức là vị trí dừng đúng của nó. Nếu mà thấp thì chúng ta chỉ việc xoay nó lên thôi. Rồi tay phải cầm sợi chỉ, tay trái cầm đồ xỏ chỉ, làm từng bước một thôi. Tay phải đưa qua đúng ngay cái rãnh của đồ xỏ chỉ đây, giữ nguyên tay phải nè, kéo tay trái hết cỡ xuống, rồi giữ nguyên tay trái, tay phải đưa sợi chỉ trượt vào cái cạnh của đồ xỏ chỉ. Đây, cái cạnh dưới của đồ xỏ chỉ đây nó có một cái cạnh xéo, chúng ta trượt sát vô cái kim, và tay trái hơi đưa sợi chỉ, tay phải hơi đưa sợi chỉ lên. Lúc này phải thả hai tay cùng một lúc, không được giữ sợi chỉ lại, vì cái móc nó rất mảnh, khi mình kéo sợi chỉ lại nó có thể hư cái móc luôn. Mình phải thả tay ra cho cái móc nó móc sợi chỉ ra đằng sau, rồi lấy sợi chỉ ra rút đằng phía sau đây. Đến đây chúng ta nhấc kim dịch lên, nhét sợi chỉ ở phía dưới ra phía sau, rồi bỏ vải vào may, không cần phải lấy chỉ lên. Rồi, chúng ta bấm may này, bấm may, lại mũi là ấn đè xuống, ấn đè xuống là lại mũi, thả ra là dừng, bấm may, bấm dừng, nhấc lên lấy ra phía sau. Chúng ta cắt chỉ hoặc là có dao giật ở trên đây. Đây, khi mà chúng ta thao tác đúng thì chúng ta để ý là cái chỉ suốt nè, đây mở nắp đây, thấy không, đây chỉ suốt sẽ có một sợi chỉ được giữ ngang lại ngay chỗ cái đầu cái rãnh chữ S này, xéo đè ngang qua con suốt là đúng. Còn nếu chúng ta không thấy được cái sợi chỉ này thì nó là sai, chúng ta phải lấy ra làm lại, nó sẽ bị nổi chỉ lên trên rất là xấu. Rồi theo máy thì nó sẽ có một bộ chân vịt. Zin theo máy thì có một bộ chân vịt như thế này. Đối với máy này thì nó cũng là một bộ cơ bản của bất kỳ các loại máy nào đó. Trước tiên là chân vịt chai dây kéo. Đây là giả vắt sổ, may lai ẩn, gầm khuy. Rồi khi mà đây là chân vịt cơ bản của máy, ở trên máy đây. Ấn đằng sau này sẽ rớt ra nè. Ấn lên, chúng ta sẽ lấy được cái chân vịt cơ bản của máy. Đối với máy này thì chân vịt cơ bản nó có chữ G. Chân này thì không cần phải lo lắng gì hết. Còn khi mà chúng ta thay chân vịt chai dây kéo thì chúng ta phải bắt buộc chọn ở chế độ may. Chân vịt chai dây kéo thì đây, máy này thì nó đang cho thêm một cái chân vịt là di động. Thì chúng ta có thể chọn mẫu may số 2 hoặc số 3 đều được. Và chúng ta sẽ cần phải tháo con ốc này để gắn chân vịt chai dây kéo. Đó, cái này mình sẽ có video riêng để hướng dẫn. Và chúng ta có thể điều chỉnh bên trái bên phải bằng con ốc đằng sau chân vịt. Cái này mình sẽ xem một cái video riêng về chân vịt này. Mình chỉ giới thiệu thôi, nó có thể xài được đường may thẳng số 2 và số 3. Còn đặc biệt, nhiều người làm gãy kim nhất là chân vịt chữ G. Đây là chân giả bắt sổ. Chân này khi mà thay vô, đây thay vô thì chúng ta chỉ việc đưa vô đúng vị trí này. Và chúng ta hạ cái cần chân vịt xuống, cần chân vịt ở phía tay phải đây, hạ cho cần nó hạ xuống. Đúng cái thanh trên chân vịt là nó sẽ dính vào. Bấm là rớt ra, hạ là dính vô. Đó. Chân này thì đặc biệt chúng ta phải lưu ý ở trên máy. Đúng của nó sẽ là xài số 13, nhưng mà mình có thể xài số 6 được để có thể chỉnh độ thưa dày mũi chỉ. Độ thưa dày mũi chỉ thì số 6 chúng ta có thể chỉnh được, còn số 13 nó cố định. Nhưng mà đặc biệt chỉ được sử dụng hai mẫu đó, nếu sử dụng mẫu khác nó sẽ gãy kim. Rồi kế tiếp sẽ là chân vịt lai ẩn. Chân vịt lai ẩn là chân vịt chữ L. Thì cái này gọi là lai ẩn, và nó có thể chỉnh được biên vải. Chúng ta có thể may mí, đây mí to mí nhỏ bằng con ốc bên này đó, tận dụng để may mí. Nó có một cái mép trắng để canh mí. Rồi thì để may lai ẩn thì nó sẽ phối hợp với cái mẫu số 7. Đây đúng ngay chữ L của nó, mẫu số 7. Thì lai ẩn này thì mình cũng sẽ có một cái video riêng dành cho nó. Rồi cuối cùng là cái chân vịt thù khuy. Đây là khuy tự động một bước. Thì đối với máy này là khuy tự động một bước, dừng bước cuối nha. Đây là mẫu số 1 là làm khuy. Chúng ta dặn qua mẫu số 1. Để là thù khuy được thì chúng ta dặn cái độ thưa dày về chữ F. Tùy máy nha, có máy nó sẽ cần phải lớn hơn chữ F. Và tùy loại vải dày mỏng nữa. Rồi,
Để làm khuy thì trước tiên chúng ta sẽ bỏ gắn dung dịch khuy vào. Thì cái khuy tự động này nó sẽ đo cái đường kính hột nút bằng một cái hột nút thả vào đây. Đây mình không có hột nút sẵn thì mình sẽ sử dụng con suốt chẳng hạn. Ví dụ như hột nút mình bự bằng con suốt này. Đây giả sử đây là con hột nút của mình. Đó, mình sẽ đo cái đường kính nó bằng cách thả luôn con suốt vào đây và đẩy cho nó sát. Nó sẽ làm một cái khuy bằng cái đường kính con suốt này. Chúng ta có thể để luôn hoặc lấy ra là tùy, không quan trọng. Và chúng ta gắn vào. Dung dịch khuy chúng ta hơi nhấc lên cao và hạ xuống thì nó mới dính được. Nó có lò xo nó sẽ tự búng hết ra phía sau. Rồi chúng ta kéo cái cần khuy này xuống. Đối với mẫu khuy này thôi. Đẩy ra phía sau. Kéo xuống và đẩy ra phía sau. Rồi chúng ta mới bắt đầu làm. Đây là khuy tự động dừng bước cuối, tự dừng bước cuối nha. Chúng ta bấm mày sẽ là một cái khuy nó tự trả về. Rồi chúng ta sẽ canh tới mũi đầu, chúng ta bấm nút dừng để dừng lại bước cuối. Đó, nó sẽ bằng cái con suốt hồi nãy này. Đó, thay vì hột nút. Để mà làm cái khuy kế tiếp thì chúng ta tiếp tục đẩy, tại vì khi làm khuy chúng ta thường làm 4-5 cái. Chúng ta hạ dung dịch xuống và đẩy cái cần này ra phía sau thì sẽ làm được cái khuy kế tiếp giống y như cái khuy đầu. Còn máy này thì nó sẽ thêm một cái chức năng là khuy nhỏ nữa. Chúng ta có để ý trên máy. Chúng ta để ý trên máy có một cái nút phù khuy bản nhỏ. Khi mà chúng ta chọn chế độ khuy, chúng ta có quyền bấm nó lún xuống. Nó sẽ tạo thành một cái khuy bằng nửa cái khuy này, cái bề ngang á. Nó sẽ nhỏ bằng nửa cái khuy lúc đầu. Chiều dài thì vẫn là do cái hộp nút mình đo đằng sau. Rồi chúng ta tiếp tục dừng bước cuối và làm đấy cái khuy nhỏ lại. Và làm tiếp tục, chúng ta chỉ việc đẩy tiếp. Đó,